Đây là đường cao tốc Long Thành băng qua rừng ngập mặn. Chúng tôi chỉ sợ là khi con đường này khánh thành rồi á, bắt đầu ven rừng sẽ bị đô thị hóa, rừng sẽ bị mất nhiều hơn nữa. Nếu bạn không đăng ký kênh YouTube ủng hộ tôi á, thì tôi không có tạo được cái sức ảnh hưởng gì để thay đổi cái đất nước này tốt đẹp hơn về thiên nhiên, về động vật đâu. Thật sự là sẽ bị tàn phá hết đó. Đây, chúng tôi đang bơi dưới gầm cầu. Học trò của tôi bây giờ không còn người cá, không còn tiên cá gì bên cạnh tôi hết. Có rái cá với chó cá. Tôi đã từng nghĩ trong 8 năm qua giúp các bạn trở thành người cá, tiên cá thì sẽ cứu được thế giới thoát khỏi sự phán xét của quỷ thần là đại dịch Covid-19 này đây. Nhưng không làm được. Bởi vì sau đó tôi không tìm ra được tình yêu thương chân thật trong các học trò mà tôi đã luyện thành tiên cá, nên thế giới vẫn phải chịu sự phán xét. Và bây giờ tôi lại trở về với thiên nhiên. Bên cạnh tôi là có rái cá đi theo tôi. Rái cá cũng là học trò đầu tiên của tôi. Nếu tôi không dành 8 năm cho con người mà dành cho rái cá, có thể giờ đây có nhiều cơ hội hơn để giúp thiên nhiên, động vật và thay đổi được thế giới tốt đẹp hơn. Tôi đã mất 8 năm cho các bạn. Bây giờ tôi đang bơi ngược dòng nước chảy. Titi, Titi, Titi. Sau khi nước chảy qua mạnh quá, rái cá Titi bị đẩy đi đâu rồi? Titi, 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 Titi. Nước đang đẩy mạnh lắm các bạn. Titi. Nó mà bị cuốn vô cái vòng xoay của cái chiếc thuyền đó đó, cái motor là nó chết luôn á. Titi, nó đâu mất tiêu rồi. Rất là nguy hiểm. Người ta thấy tụi tôi mà lạ lạ là người ta sẽ bơi gần. Nên ở ngoài sông, ngoài biển này rất là nguy hiểm. Titi, Titi đâu rồi? Titi, Titi, Titi. Chiếc thuyền hồi nãy làm rái cá Titi mất tích luôn. Họ thấy tụi tôi họ không có né, họ bơi gần nữa, họ coi á. Titi, Titi. Hay là Titi nó bị chém rồi ta? Vì không ai ủng hộ tôi. tôi phải lên học ngoài sông ngoài biển, tôi vừa bơi vừa lặn mà tôi còn phải cầm máy quay cho các bạn coi, thấy không? Khả năng bơi lặn phải thượng thừa. Titi, bây giờ cái đuôi của tôi đã bắt đầu phát huy tác dụng, bơi ngược dòng nước chảy rất siết, rất mạnh, nước rút mạnh rồi. Titi, học trò của tôi đâu rồi? Các bạn nói đi, học trò tôi đâu? Con người nữa, cũng lại là con người hại chúng tôi nữa. Tôi đã mất nửa học trò của mình rồi. Học trò của tôi lại mất nữa rồi các bạn ơi. Cái cá Titi đầu thai 3 kiếp để phụ tôi, cho các bạn thấy sống hòa hợp với thiên nhiên động vật, giải cứu rừng ngập mặn để thế giới này không bị tận diệt, để không biến đổi khí hậu gây ra đại hồng thủy. Nhưng có mấy ai ủng hộ tụi tôi, có mấy ai trong cái đất nước này. Tôi đã nói tiếng Việt quá nhiều cho các bạn hiểu. Đó cũng là mất cơ hội của tôi nổi tiếng trên toàn cầu, để những người thế giới họ không có hiểu gì tôi đang nói, họ cũng bắt chước theo tôi, nhưng mà làm hại thiên nhiên động vật. Thế đây, tôi đi đây.